niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quang. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng nam kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng giữa tối qua, may mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng giữa đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghỉ muối lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3, mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản vía quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng bảy biến chú đại bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều đi theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng bảy biến chú đại bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bình dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Truyền kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người, cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu? Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàn tức đã gieo được hạt giống kim cang A Di Đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A Di Đà trong tàn thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được. Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện
thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị đổi giống là vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh nghịch cảnh của mỗi người, tự làm thì tự chịu. Lúc đó vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận thiết xưng niệm. Về sau lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo, trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ. Chuyện thứ 38: Con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp lâm chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung giống như ngày 30 tháng chạp, những con nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại? Trong khoảnh sát na này thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kim ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lẫn tiếc. Cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội vân vân thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể cản trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người: hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc vị trí song vận, nghĩa là vị trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, nghe đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung, đã từng khuyên giúp mười mấy gia đình bất hòa. Năm đó có cặp vợ chồng trẻ, cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo. Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp. Cùng với tinh thần từ bi, ưa xả thí của bà, trong đời có thể nói là thập toàn thập mỹ, tức mười phân vẹn mười. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư,
đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần. Đến trung tuần tháng 2 năm nay, bệnh biến đổi nặng. Đã qua đông tây y dược liệu, vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng, đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị. Thầy thấy bà uống thuốc an thần, mơ mơ hồ hồ, liền dặn con gái của bà: về sau nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần sẽ mơ mơ hồ hồ như thế, thần thức sẽ không thể vãng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, tôi nhận được điện thoại của con gái của bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến chợ niệm. Lúc đó mọi người chúng tôi đều thấy bà ta hổn hển thở gấp, không còn biết gì, hai tay giãn lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ thì hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại, hai tay cũng không còn giơ lên giơ xuống nữa, dần dần tỉnh táo trở lại và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi: sư tỷ, cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi. Tôi nói bà ta nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắc mạng chung. Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc, tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi liền lớn tiếng kêu lên: sư tỷ kháng trị, lại đây, lại đây. Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi: chiều hôm qua may là có các sư tỷ niệm Phật cho tôi. Do gì lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng, cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do, nên hai tay giơ lên giơ xuống muốn đẩy nó ra nhưng lại đẩy không nổi. Tôi hỏi bà ta: tại sao chị không niệm A Di Đà Phật? Bà nói: khắp mình bị đè thở không ra hơi, không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. May mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị, tiếng vừa to vừa rõ ràng, cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất, tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, từ từ tỉnh lại. Hồng Hoàng lại nói: sư tỷ kháng chị à, tôi hôm qua lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài. Tôi hỏi bà muốn nói cái gì, bà nói: tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy có một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi, mặc đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó: mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không? Thằng nhỏ liền phủ nhận: không phải, không phải. Tôi hỏi tiếp nó: vậy mày ở đâu đến đây, đến làm cái gì? Nó nói: tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà. Tôi nói: ta là người thanh bạch, chưa từng thiếu nợ của người nào. Thằng nhỏ đó lại nói: không phải đời này mà là nợ đời trước, do vì bà đời trước ở Đài Bắc làm người hiếu sát, đã giết 4 người con mèo rồi đều vứt bỏ xuống sông Cô Lâm tên cũ. Không tin bà đi kiểm tra lại thì biết, tôi là một con trong số đó. Do vì sau khi bà giết chết tôi rồi, bà vẫn cứ ném vào trong sông. Tôi rớt xuống bên bờ, có một người họ hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp, nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này. Nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ ở nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ. Tôi vội vàng nói: được, được, liên xã chúng tôi trong tháng sắp muốn tế tổ, thuận tiện sẽ siêu độ luôn cho các người. Đứa bé đó lại nói: không được, không được, nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia, chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà. Tôi liền nhận lời, sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi.
Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thơ hồi âm, nói: trước đây rất lâu, ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Vương Thanh Hán, mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh sáng 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia. Buổi tối ngày cuối cùng lại làm một nhà phổ thí, tức thí khắp, để mở hết những oan kết cho bà. Đến sáng sớm mùng 5 tháng 3 âm lịch, có người gọi điện thoại đến nói Hồng Hoàng sắp phản sanh rồi, hiện chỉ còn thở thoi thớp. Tôi liền lại cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy vị đến nhà bà niệm Phật. Niệm được hơn 1 giờ thì Tố Cầm, con gái của bà, nói với tôi: sư tỷ, má con bắt đầu từ đêm qua chỉ còn một hơi thở mong manh như thế, đến bây giờ vẫn chưa được phản sanh. Má con trước đây từng có dặn dò con, cần phải trước khi vãng sanh, trước nên thay đồ giùm cho bà. Không biết phải hay không là chưa thay đồ nên không chịu vãng sanh. Sư tỷ bây giờ thay đồ cho má con được không? Tôi nói: không được, không được. Bây giờ đọc về bà, e rằng gây cho bà ta phiền não thì không được vãng sanh. Thế là lại niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ như thế. Tôi nghĩ có lẽ bà ta thật sự chấp phải thay đồ trước, liền kêu mọi người tạm ngừng niệm Phật. Tôi đến bên tai của bà lớn tiếng nói: sư tỷ A Hoàng, chị niệm Phật 20 năm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn vãng sanh Tây Phương. Chị đã hiểu thế giới ta bà này là giả, là khổ. Đời người ở đời trong mấy chục năm, mỗi con người cuối cùng đều phải chết, chỉ là trước sau mà thôi. Thế giới cực lạc mới là quê nhà an ổn của chúng ta, Phật A-di-đà là cha lành của chúng ta. Sắp đến tiếp dẫn chị phải buông bỏ hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục giúp chị niệm Phật, đưa chị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Sau này chị còn phải thừa nguyện lực trở lại quảng độ chúng sanh. A Hoàng, chị phải buông bỏ tất cả, chúng tôi thỉnh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chị phải niệm Phật theo đại chúng. Thật là không thể nghĩ bàn. Mọi người đều nhìn thấy lúc tôi nói chuyện với bà, mắt của bà mở ra, đầu thì gật không ngớt, bày tỏ dáng điệu rất hài lòng. Chúng tôi bèn niệm tiếp được 5 phút, bà liền mỉm cười ra đi. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi bà dứt thở, chúng tôi lại còn niệm 8 giờ nữa mới để cho con cháu bà tắm rửa, thay đổi y phục và lo đám tang. Từ chuyện đơn cử có thật trên đây, chúng ta thấy trước khi Hồng Liên Hữu lâm chung, nhìn thấy một cái chục đen nặng cả ngàn ký đè bà ta đến nỗi đau khổ vô cùng, tự mình không cách gì đẩy ra được. Nếu như không có các vị liên hữu bên mình bà niệm Phật cho bà, thì làm sao có thể hồi dương được hơn 10 ngày. Dùng Phật Pháp làm những công đức giải oan thích kết, tức mở bỏ những oan trái cho những con mèo nhỏ kia, mà những oan hồn kia biết Hồng Liên Hữu từ ngày niệm Phật sẽ sanh Tây Phương, thì món oan trái này sẽ không còn cách gì đòi cho được. Bèn hiện thân ra đứa nhỏ, thẳng thắn nói ra đoạn oan nghiệp bị giết hại đời trước, yêu cầu tụng kinh siêu độ cho chúng thoát khổ. Có thể nhìn thấy nhân quả đáng sợ, rất nguy hiểm biết bao. Tôi viết đến đây tự nhiên lòng tóc dựng ngược, cảm thán mãi: thật là thân này không lo tu ngay trong đời này, còn đợi đến đời nào mới độ được thân này.